Chương trình được sự tài trợ bởi nhãn hàng Must Hair, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc. Quỳnh Linh, Cát Tường đang chờ đợi xem ngày hôm nay hai cặp đôi gặp gỡ họ có đồng ý bấm nút hẹn hò hay không. Chúng ta hãy cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho hai cặp đôi ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Hả màn. Em ế Nguyên Thủy luôn á. 24 tuổi lấy 25 tuổi được không? Dạ. Cái này để em xem đó chị ơi. Xem gì em? Xem bạn nữ có chịu hay không? Sẽ chịu ạ. Không. Mời bạn nam. Wow. Mời đi bạn. Xồm quá. Mời bạn nữ. Trời ơi, dễ thương quá, ngồi xuống mời bạn. Rồi, ưu tiên bạn nữ giới thiệu trước đi em. Dạ, xin kính chào các quý vị khán giả. Xin kính chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Chào em. Xin chào anh bên ấy ạ. Em xin tự giới thiệu. Rồi, chào em. Là Trần Thị Thùy, năm nay em 25 tuổi. Hiện là nhân viên quản lý đơn hàng tại Bình Dương, quê quán là Thanh Hóa. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng bạn nữ kế bên, cùng dạ, mọi người đến đây. Em tên là Sử, dạ em 24 tuổi ạ. Quê ở Hà Tĩnh mà đang làm ở Bình Dương. Bình Dương luôn. Vậy là được rồi. Em làm gì? Dạ, em làm nhân viên môi trường mà em mới nghỉ chuyển qua làm tự do. À, tức là làm về môi trường đúng không? Xưa em học cái gì ra mà làm môi trường? Công nghệ môi trường. Công nghệ môi trường. À, 24 tuổi lấy 25 tuổi được không? Dạ. Cái này để em xem đó chị ơi. Xem gì em? Xem bạn nữ có chịu hay không? Bạn nữ chịu không em? Sẽ chịu ạ. Không cần xem luôn hả? Tốt rồi. Anh nghe giọng là thấy bắt sóng rồi ạ. Bắt sóng rồi. Dạ. Rồi được. Ưu điểm khuyết điểm của em đi. Về ưu điểm thì em là một người vui vẻ. Em hay hát mà hát cũng được. Em còn có thể làm thơ vui và có thể mang lại không khí vui vẻ cho những người xung quanh em. Làm thơ vui đi, thơ vui đi. Vậy thì em xin phép được đọc bài thơ do em tự sáng tác. Tuổi 26 những ước ao, buổi đầu coi bói biết bao là buồn. Thưa rằng con mãi chán trường, yên bề gia thất, thầy lường được chăng? Thầy rằng số tuổi nhâm thân, khổ trăm bề khổ, mất phần người ta. Thôi thì tay cứ xẻ ra, thầy xem cho quẻ, biết ta, biết người. Xẻ tay thầy nghĩa xong rồi, quay qua thầy phán, rối bời ruột gan. Tình duyên lận đận gian nan, 29 tuổi, ắt con chống lầy. Thôi thì con cứ mặc giày, mơ đi mà sống những ngày FA. Nghe xong nước mắt nhạt nhòa, phen này thầy mẹ chắc là ủ ê. Thôi thì em có về quê, đừng ai hỏi chuyện sao chê lấy chồng. Đợi khi duyên tới tình nồng, pháo đèn đưa lối, kiệu hồng rước em. Là bây giờ thầy bói nói còn 3 năm nữa mới lấy chồng hả? Ta 29 tuổi lần hả? Dạ. Rồi bạn trai có ưu điểm khuyết điểm gì không em? Ưu điểm của em là biết chơi thể thao, biết chơi nấu ăn. Gì? Môn gì em cũng biết chơi. Ví dụ? Thể thao điện tử. Trời ơi, hèn chi. Không chơi điện tử không mà. Dạ không, em nói đùa vậy thôi, chứ đá banh rồi cầu lông gì em biết chơi hết. Chắc ngày chạy chắc 5 phút rồi vô chứ. Đâu, em khỏe lắm anh ơi. Khỏe không? Khỏe. Thôi để chị Cát Tường chị thử. Đúng rồi, cái đó em biết rồi. Biết rồi đúng không? Biết rồi, em sợ rồi. Trời, còn gì nữa không em? Em cũng sống kiểu em sống người có tâm lắm, sống tình cảm, ý là thương người, giúp đỡ người á. Rồi khuyết điểm gì? Cũng nói chuyện hơi nhút nhát xíu. Có mấy mối tình rồi mà nhút nhát? Em ế Nguyên Thủy luôn á. Cái gì? Ế Nguyên Thủy. Chưa có mối tình nào luôn là hả? 24 năm chưa có bạn gái hả? Thiệt không? Thiệt. Thiệt luôn hả? Hôn chưa? Người ta hôn chưa dưới đây làm gì biết mà trả lời. Có bao giờ coi phim tình cảm không? Có. Cái đoạn ta hôn nhau mình thấy sao? Thấy vui mà. Hôn nhau thấy vui hả? Có cảm giác gì không? Thấy cũng nao nao trong lòng ấy. Mới đến đây đấy anh. Muốn hôn không? Dạ có. Thí dụ giờ mình được hôn cô gái bên kia, nụ hôn đầu tiên mình cảm giác thế nào? Tưởng tượng đi. Chắc là hơi ngọt, hơi ngọt. Ngọt hả? Dạ. Rồi để coi hồi nó ngọt không nha. Dạ. Bạn gái trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ, em trải qua 2 mối tình rồi ạ. Mối tình thứ nhất là vào năm thứ 2 đại học. Mối tình thứ hai là vào năm cuối đại học. Khi mà bạn ấy có ý định là ra nước ngoài học tập để phát triển sự nghiệp thì em rất là ủng hộ, cũng nguyện là chờ đợi hoặc là làm hậu phương. Nhưng mà rất tiếc là cái tương lai phía sau sự phát triển sự nghiệp ấy thì không có bóng dáng của em.
Nói chung là người ta đi rồi người ta bỏ em lại đúng không? Rồi bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Thì anh soái ca này được miêu tả rất là chi tiết trong bài thơ mà em đã làm, mang tên là Soái ca trốn tìm. Sau đây em xin được đọc để miêu tả về anh soái ca. Anh ấy phải chào anh Quang nghe. Chào anh Quang coi luôn cái đó. Quang nghe. Trời ơi dễ thương quá. Khoái cái vụ này nè. Ôi ôi dễ thương thiệt luôn á. Dạ, cảm ơn anh. Đọc anh nghe luôn đó nào. Dạ. Anh khoái nghe bài này nè. Xin phép được đọc. Người yêu em hỡi, anh ở đâu? Chàng trai vui tính, chẳng âu sầu, trưởng thành, chín chắn và trung thủy, giản dị, chân tâm, chẳng làm màu. Người yêu em hỡi, anh ở đâu? Soái ca hơn em cả cái đầu. Này nhé, chân em hơi ngắn ngắn, anh bước bên em mới thật ngầu. Anh chẳng rượu chè, chẳng bê tha, chẳng thích la cà, chẳng trăng hoa, chẳng ham cờ bạc không cá độ, mê mỗi mình em thế thôi mà. Anh à, anh trốn ở nơi đâu? Bắt em tìm kiếm lâu thật lâu. Anh xuất hiện đi, em xin hứa, yêu mãi anh thôi, được không nào? Trời ơi. Dễ thương quá. Vậy mà nãy ông thầy bói nào ông coi em 29 mà mới lấy chồng. Dạ. Tao đưa em coi em vào tay rồi. Dạ. Thầy coi 29 lấy chồng, anh coi 26 lấy chồng em ơi. Vậy là năm sau đó. Năm sau đó lấy liền nha. Dạ. Trời ơi dễ thương quá. Cảm ơn anh. Vậy mà thầy bói coi kỳ quá. Không được. Bên kia coi sao chứ này, nhiều người muốn bấm chuông dữ lắm rồi đó. Nhiều người bấm lắm á. Coi chừng nha. Trời ơi dễ thương lắm em trai ơi. Vô nha, vô. Rồi nghe cái tiêu chuẩn bài thơ chưa, nghe kỹ chưa? Nghe rồi. Rồi cảm thấy mình đạt được tiêu chí bao nhiêu phần trăm? Mình đẹp mình có quyền mà chị. Thôi ơi. Vậy luôn hả? Đẹp có quyền luôn đó. Đẹp lắm đó hả Cương? Dạ em nói đùa chị. Rồi em nghe tiêu chí người ta em thấy mình đạt được nhiêu phần trăm? Thôi chắc 60 thôi chị ạ. 60. Rồi vậy giờ em có những cái yêu cầu gì bên phía nhà gái không? Dạ bạn gái thì chỉ cần ngoan hiền. Nói chung ngoan hiền cũng không cần thiết lắm. Sống có tâm là được rồi. À, dạ. Cậu này nãy giờ cứ nghe có tâm hoài ha. Dạ. Chơi thể thao gì mà ốm yếu quá vậy? Đợt này bị ốm vậy. Giờ khỏe không? Khỏe. Nếu mà kiểu như hít đất thì có xỉu tại đây không? Có môn khác không vậy? Cục dầu. Dạ, đó thôi để em hít đất. Có môn nữa chơi bên đũa được không? Dạ được. Trời ơi, không chơi luôn kìa. Đâu hít 10 cái thôi. Em nằm đây luôn sao chị? Nằm đây luôn chị đưa bệnh viện. Dạ được. Tội nghiệp con ta nha. Nhắm 5 cái sao không được chị em. Trời ơi. Đâu có lực cũng dữ lắm mà nhoi nhoi như con lãi vậy trời. Sao nó lượng sống dữ vậy? Thôi được rồi đây, khỏe lắm, khỏe rồi, khỏe rồi. Thấy gì thấy khỏe rồi đó. Rồi. Cao mét mấy gương? Dạ mét 68. Chắc này có ăn gian mà đâu mét 68 dữ vậy. Có khi 68 khi 67. Do bác sĩ đo cho em. Rồi bây giờ chừng nào mình tiến tới hôn nhân được? Càng sớm càng tốt. Cưới nhau về ở đâu? Dạ ở nhà. Nhà ai? Em có mua căn hộ nhỏ. Mua rồi? Dạ. Hay quá, giờ đang ở với ai đó? Cho thuê. À, ngủ cho thuê vậy ở đâu? Ở trọ. Rồi có nhà cho thuê, còn mình ở trọ. Ta tính toán vậy chứ. Cũng được. Rồi nếu như mà đã đám cưới về thì coi như là lấy nhà lại ở đúng không? Dạ. Nhưng mà rồi mua nhà xong rồi giờ còn tiền cưới vợ không? Dạ. Anh Linh anh coi bói cô bên này 26 tuổi là năm sau cô lấy rồi đó. Một năm em tìm đủ mà chị. Một năm là đủ phải không? Giỏi. Có nhà riêng cũng ổn định rồi. Hai đứa ở ngoài miền ngoài vô đây có nhà riêng ha. Dạ. Sinh con đẻ cái rồi ha. Kệ nhỏ nhỏ cũng là nhà mình. Chị làm đây 20 năm mới mua được nhà đó cưng. Dạ. Vậy là bạn đó giỏi lắm rồi đó, tuổi trẻ tài cao. Nhà đó. Em nhà nhỏ mà nhà chị nhà cả mặt tiền mà chị. Thôi tiền gì mà tiền. Dạ. Ha. Rồi đồng ý. Mình có đi với người thân không em? Dạ có. Đi với ai? Đi với cô ruột mới anh và em của em đó. À, xin chào MC xinh đẹp mà Cát Tường. Dạ. Và MC nổi tiếng Quyền Linh. Dạ chào cô. Tôi là cô của bé Thùy. Nhận xét về cái em trai bên này thì nói chung nhìn em thì cũng được, nhưng mà hơi ốm yếu. Thì cũng mong em là ráng luyện tập thể thao, phát triển cái số cân nặng của mình lên một chút. Và cô cũng mong muốn là hai con sẽ nắm tay nhau đi đến bến bờ hạnh phúc. Dạ cảm ơn cô. Con cảm ơn cô. Rồi em trai đi với ai? Dạ em đi với bạn đồng nghiệp cũ với cháu gái. Rồi bạn thân em con xin tự giới thiệu thì con là bạn của Nguyễn Sử. Nói chung là bạn hiền nhưng mà bạn cũng không có hút thuốc rượu bia, không có gái gú, tính hay nhát gái lắm. Nhát bây giờ này chưa có 24 tuổi chưa có hung là biết rồi. Thì bạn gái bên đây dễ thương lắm á Sử ơi. Được thì mình nhấn nút luôn đi Sử. Cảm ơn anh. Rồi cảm ơn em. Thôi bây giờ chúng ta tạo điều kiện cho hai bạn gặp gỡ nhau trực tiếp nha.
kéo màn lên. Bên đây có vẻ là tâm 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 thôi nha, vô cái tâm. Cảm ơn bạn. Của em làm ở đâu nhỉ? Em làm quản lý đơn hàng tại Bình Dương, Bình Chuẩn. Bình Chuẩn hả? Dạ. Gần không? Gần cho anh. À, anh ở đâu ạ? Hòa Lân. Hòa Lân. Ê. Cuối tuần hay là lúc rảnh rỗi thì anh thường làm gì hả anh? Khi thì anh đi đá banh, trong là đi nhậu. Anh nhậu được nhiều không anh? Nhậu cỡ 4-5 chai thôi. Chai bia ấy ạ? Ừ. Ờ, nếu như mai này mà có về chung một nhà thì em sẽ săn bớt cho anh 2 chai. Rồi, cảm ơn em. À, sau này mà lúc rảnh rỗi nếu như mà có thể thì anh có thể nhắn tin cho em cũng được ạ. Ừ, rồi chúng ta đến đây là có cái duyên rồi. Mình nên hai người cố gắng thì có thể tìm hiểu nhau hơn. Dạ. Bây giờ nè, nói luôn đi. Dạ. Em thấy rồi, em cảm nhận cô ấy thế nào? Dạ, bạn bên dễ thương. Ừ, quá dễ thương là chuyện bình thường rồi, còn gì cảm nhận được cái gì sâu hơn nữa không? Cô ấy cũng vui vẻ. Nó thể hiện ra rồi, còn cái gì mà không ai thấy không? Tâm hồn đó, cảm giác thích không? À, thích anh. Thích anh chi? Thích cô ấy không? Dạ thích ạ. Thích ha. Bây giờ thấy trong lòng nôn nao gì không? Hơi đỏ tai rồi. Được, có đỏ tai là được rồi chứ nó nó bình thường là không được. Đó, thấy đỏ là có sao xuyến rồi đó. Thôi cô gái này mà xuất hiện nhiều chàng trai đỏ mặt sao xuyến đó nha. Bây giờ nè, thí dụ giờ hai người hẹn hò thì hẹn ở đâu? Hai người ở Bình Dương cả, mình hẹn ở Bình Dương thôi. Đương nhiên rồi mà hẹn ở chỗ nào, anh nó lãng mạn. Nhiều chỗ chơi ở Bình Dương không? Ừ. Anh đi phượt nhiều lắm. À thế à? Tại vì em không có biết nhiều Bình Dương, em cứ đi làm về là ở nhà thôi, không đi đâu hết ạ. Ừ, ngoan vậy hả? Dạ. Vậy là nếu như sau này mà có cơ hội tiến đến với nhau xa hơn thì em rất vui vì đã có người rất là thông thuộc Bình Dương mà có thể đưa em đi khám phá những địa điểm mới mà em chưa tới. Đi nhiều nơi cũng được chứ không phải ở Bình Dương, anh đi nhiều. Dạ. Được đó. Rồi, bây giờ nè, thí dụ giờ lấy nhau thì con cái em muốn mấy đứa? Càng đông càng vui cũng được. Anh có hay ghen không? Ghen thì yêu mới là ghen đúng không? Dạ đúng rồi, có yêu thì có thì ghen. Thì có ghen. Ghen ác không anh? Không có ác đâu, anh dễ này sao ác được. À đấy ạ. Chứ cô này ra là các chàng trai theo nhiều lắm luôn đó. Phải không anh? Phải mà. Sao cô ấy? Sao cô ấy hả? Tôi chưa biết tại sao vì... cô ấy mà tôi biết sao anh ấy rồi đó. Đúng vậy đó, em nói hay đó. Tại vì cô ấy chưa thích người nào thôi, chứ không phải cô gái ế đâu nha em nha. Dạ. Còn em mới là mệt đó. Em ế Nguyên Thủy hả? Mình đôi khi cũng đừng thật quá anh trai ha. Cái gì mà mình cũng cần phải nói một cái lời nào đó cho nó ngôn tình đúng không? Mỹ một chút xíu coi. Bây giờ lấy lại những gì đã mất nè. Hồi nãy giờ trong người em cảm thấy như thế nào? Từ lúc em bước lên đây em thấy cô gái này, trong lòng em sao? Chia sẻ với cổ. Anh muốn hai chúng ta có thể đi chung về một nhà. Rồi, được rồi, vậy được rồi. Nói câu này là chốt luôn rồi đó. Để tay vô trong nút bấm. Có được bấm thử không anh? Không có thử. Ở đây là thiệt chứ không có bấm thử. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Điều gì đến sẽ đến, nắm tay nhau nào. Xứng đôi quá ha. Rất xứng. Xinh quá, cặp này xứng đôi nè. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn để xem phim. Rồi đó, hôn đi em. Nụ hôn đầu tiên. Vé nhẹ nhàng thôi. Từ để yên Nguyên. Chưa. Cảm giác từ từ. Do anh. Thấy sao? Cô ấy thơm lắm. Cô ấy thơm lắm. Quà tặng dành cho hai bạn là một bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin Azac Hàn Quốc. Đây, quà tặng dành cho hai bạn là sản phẩm Hura Deli được làm từ sữa thật, trứng tươi, sản phẩm của BBK. Và đây, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là món quà của Hưng Phát USA, nhẫn cưới trị giá 18 triệu đồng nếu như các bạn tiến tới hôn nhân, gửi tặng các bạn. Đây, hoa của em. Em thay mặt đây, em cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em với bạn nữ có cơ hội được gặp nhau. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Đi thẳng phía trước. Hãy đưa cô ấy đến cuối cuộc đời luôn nha. Tập xứng đôi quá.